Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Tìm Chuyện Review. Trước khi bắt đầu phần 17 chuyện trọng sinh về 60 năm trước cùng hệ thống trên cơ, mọi người cho mình xin một like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tại thành Sa Điêu, có một tòa lâu đài mọc giữa sa mạc hoang vu vắng vẻ, chính là phủ của Mạch gia. Ở bên trong phòng ngủ, tên gia chủ Mạch Bưu già nua béo ục ịch đang ngủ mà cứ rên ư xin tha mạng. Hai bên còn có hai thê thiếp xinh đẹp hầu hạ mà ngủ cũng mơ nữa chứ. Trong giấc mơ của lão ta đang cấu trang tinh hồn cùng các đồng đội chiến đấu ở Nam Châu Thiên Đô Quốc, nơi giao giới của sa mạc tử vong. Đột nhiên đồng đội của ông ta bị mấy nhát kiếm từ đâu bay đến đâm xuyên qua các robot rồi quay về chỗ cũ, nhập vào một đôi cánh màu đỏ của tinh hồn tướng đang bay trên trời. Chính là tinh hồn tướng Bạch Khởi sở hữu một màu đỏ cam cao quý, cùng đôi cánh gắn nhiều lưỡi dao sắc bén. Đám người của tên Mạch Bưu giơ súng nhắm bắn vào Bạch Khởi nhưng chỉ là tàn ảnh. Trong lúc đám người đó đang tập trung nhắm bắn, Bạch Khởi đã nhân cơ hội này vọt ra sau lưng họ với tốc độ cực nhanh rồi múa ngọn giáo trên tay mình, chặt đôi đám roboti của Mạch ra. Đám còn lại bỏ chạy thục mạng. Bạch Khởi ném giáo xuống làm bọn họ nổ tan tành. Ở bên ngoài khe núi, một đám hộ tống Mạch Bưu chạy trốn sắp bị đuổi kịp. Vì để gia chủ thoát thân an toàn, ba tên hộ vệ chủ động tình nguyện đứng lại ngăn cản Bạch Khởi. Nhưng chưa được một giây, ba người đó đã bị kiếm bay xuyên qua. Hai người khác cùng chạy với gia chủ cũng bị nếm đòn tương tự. Bạch Khởi hùng hổ bay đến trước mặt Mạch Bưu. Lão ta sợ quá liền quỳ gối cầu xin tha mạng. Bạch Khởi chĩa ngọn giáo vào tên gia chủ. Ngươi chính là gia chủ Mạch gia của thành Sa Điêu sao? Lão già run rẩy đáp. Chính là tại hạ. Hảo hán, nếu như có thể tha cho tiểu nhân một mạng, Mạch gia ta bằng lòng dâng lên. Nhưng Bạch Khởi bảo không cần mạng của hắn mà chỉ về khe núi bên kia. Nhìn thấy khe núi này chưa? Từ đó lấy làm giới hạn. Sau này nếu như ta biết có sĩ binh của thành Sa Điêu to gan dám vượt qua nơi này, cho dù là nguyên nhân gì, ta đều sẽ đích thân đi thành Sa Điêu lấy mạng của ngươi. Mạch Bưu toát mồ hôi tuân lệnh. Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ ràng buộc thuộc hạ, tuyệt đối không dám vượt qua giới hạn này một bước. Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, lão ta thở hồng hộc, nghiến răng tay nắm thành quyền căm hận. Thiên Đô Quốc, Nam Vinh Nghị, tinh hồn tướng Bạch Khởi. Sau đó lão bò dậy khỏi giường, gọi người hầu mau thay đồ. Lão phu muốn đi đến kho robot trong lòng. Ở kho robot trong lòng đất của Mạch gia, người hầu cúi chào gia chủ đại nhân. Thầy Fans và đệ tử của ông ta đang ở trong kho đợi ngài rồi. Còn nữa gia chủ đại nhân, không lâu trước đây bên ngoài thành có thế lực không rõ ràng còn đang cấu trang chiến đấu. Nhưng ông ta xua tay không quan tâm. Chuyện nhỏ như vậy không cần thiết phải nói với ta. Giao lại cho Mạch Kim bọn họ xử lý là được rồi. Đi vào trong kho robot, lão ta nhìn thấy nó liền kích động. Đây là sắp hoàn thành rồi sao? Thầy Fans đứng cạnh đáp. Hôm nay cũng may mắn đổi được chất liệu bị thiếu bên thương hội miễn cưỡng, cũng miễn cưỡng xem như đã hoàn thành. Trước mắt lão là một con robot nhìn rất xịn sò, lại được bố trí rất nhiều cánh. Quá đẹp, đây đúng là ý chí của thành Sa Điêu. Lão phu muốn đích thân đặt tên cho cô ta, cơ mà bây giờ chưa có nghĩ ra. Nhưng mà có được robot này thì có thể chống lại được với tinh hồn hướng thủy nguyên rồi. Tinh hồn tướng Bạch Khởi, Nam Vinh Nghị, mối thù năm đó lão phu nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Ở phía bên Nam Chính, sau khi lọt vào bí cảnh của tộc Giao Nhân, Tống Vân Tường đang ở một chỗ nào không biết. Đang ngủ thì nghe có tiếng người gọi đi gọi lại tên anh. Nằm trên giường mở mắt ra não chưa có lốt kịp. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Mình nhớ ra rồi. Mình cũng bị đại trận truyền thừa của Ngao Bính Hồn Ngọc kích hoạt, bị đẩy vào đây. May mà lúc đó nhanh tay nhăn mắt đem thức hải của bản thân bố trí thủ đoạn phòng hộ, chặn lại ảo ảnh. Nguy hiểm thật. Đột nhiên nhìn vào gương thì giật cả mình. Sao bản thân lại trở thành bộ dạng trung niên rồi? Quả nhiên, thí luyện tầng đầu tiên lại dựa theo thế giới ảo ảnh của ký ức sinh thành, kiểm tra loại tâm ma gì đó. Thí luyện tầng thứ 3 nhất định sẽ có trận ảo. Đúng là mấy chiêu cũ. Đáng tiếc kiếp trước lớn nhỏ đều đã bị công lược vô số bí cảnh. Loại thí luyện này thật sự là không có tính khiêu chiến, nhưng mà hiếm khi có tính trải nghiệm kiểu đắm chìm này. Chơi một chút đi dạo một chút cũng không sao. Đây là đồng phục cấp thiên hộ của Huyền Giáp Vệ. Trên mặt của mình không có vết sẹo của dao. Nếu như tính thì thời gian ảo ảnh này có lẽ là 2 năm sau của thú triều Nam Hoang. Nói đơn giản là sau khi bị hồn ngọc Ngao Bính hút vào, Tống Vân Tường đã lọt vào một bí cảnh. Ở trong thế giới ảo ảnh này, mọi việc hoàn toàn được xây dựng dựa trên suy nghĩ của anh. Tống Vân Tường bước ra ngoài liền có hai lính gác chào anh bằng cái tên Tống Thiên Hộ. Vân Tường đùa đùa, thiên cái giám ngươi, quỳ xuống gọi ta là cha. Hai gã canh cửa kia méo cả mặt. Thiên Hộ đại nhân, ngài đúng là thích nói đùa rồi. Nam Chính cười đểu, lời thoại ảo ảnh sinh thành cũng khá thông minh đấy chứ. Nếu như đã là thế giới ảo ảnh, thế thì mình sẽ tùy tiện làm loạn có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ. Thấy anh cứ đi thẳng về phía trước, lính canh tốt ý nhắc nhở. Tống Thiên Hộ, bên đó là vách núi, cơ mà Nam Chính lại tục tĩu quá đi. Ta biết rồi, ta đi vách núi để tiểu tiện. Ngươi có đi cùng không? Anh canh cửa cạn lời chả thèm nói nữa. Phía trước là Đàn Thành, thành phố căn cứ quan trọng của biên giới Nam Bộ Trung Châu. Dựa theo thời gian này mà tính, lúc này Nam Châu đã bị thủ triều hủy hoại. Di Luân quân nhân cơ hội cướp lấy Nam Châu. Ngục Soái thống lĩnh một nửa Huyền Giáp Vệ gấp rút đi Bắc Địa tiếp viện trấn Bắc quân, mà mình đi theo nửa còn lại, đóng giữ Huyền Giáp Vệ phụ trách phòng tuyến của Trung Châu. Nhưng mà lúc đó tâm lý của mình bị phồng ra và quá kiêu ngạo,
không cẩn thận rơi vào kế điệu hổ ly sơn của Dạ Võng. Kết quả gây ra là phòng tuyến phía nam của đàn thành bị Thái Hòa Dụng Bình hủy hoại. Cũng chính là không lâu sau này trong quyết đấu với Dạ Võng giữ lại vết sẹo đó. Thì ra là như vậy. Ảo ảnh này là vì để cho mình kiểm điểm lại lúc đó. Bởi vì tuổi trẻ mà phạm phải sai lầm. Chỉ đáng tiếc, giống như khi ý thức của bạn nằm ở trong giấc mơ của bản thân. Bạn có thể thống trị giấc mơ của mình. Thế giới ảo ảnh này bây giờ mình nói là tính. Sau đó anh vận sức mạnh. Một luồng năng lượng màu vàng bao quanh anh. Trông giống như 7 viên ngọc lồng. Xem ra không thành vấn đề. Có thể làm thỏa mãn thánh giai từ lâu trước đây trong ảo ảnh. Rồi Tống Vân Tưởng nhún chân bay vọt đi. Lính gác ở dưới nhìn thấy vệt sáng màu vàng trên trời liền kinh ngạc. Đó là ngự không phi hành. Có cường giả thánh giai nào xuất hiện sao? Bên này Nam Chính phóng vùn vụt. Đi tìm Dạ Võng đánh một trận vui vẻ chút. Sau đó trực tiếp bạo lực phá giải cái trận ảo này. Cũng ở trong thế giới ảo ảnh mà một bên khác. Đàn thành. Khu vực phòng ngự thứ 3 của Nam Bộ. Các robot đang chiến đấu với bọn hung thú. Một tên đang bị hung thú kìm hãm đứt hơi. Cũng may có người dẫn đội lập thành 5 robot hợp kỹ chiến tích đến cứu nguy, nhờ có chiến thuật vững vàng mà đã giết gần xong đợt hung thú. Đội trưởng ra lệnh, hung thú đã bị diệt hết, toàn thể giải trừ cấu trang, thời gian 30 phút, nghỉ ngơi bổ sung lại. Trương Đại Phúc giải trừ cấu trang thở hồng hộc. Trương Đại Quý vội chạy lại đỡ lấy anh mình. Không sao chứ anh cả, vừa nãy đúng là nguy hiểm thật. Binh chữa trị cứu chữa cho người bị thương. Đội hậu cần phụ trách chuẩn bị vật tư nấu ăn. Động tác nhanh lên một chút. Hai anh em đang dìu nhau vào chỗ nghỉ. Gã đội trưởng gọi Trương Đại Quý lại có lời khen. Vừa nãy biểu hiện cũng không tệ, thiếu gia nhà giàu nhìn cũng không đáng tin. Không ngờ vừa ngồi vào tinh hồn tướng ngược lại là một người tài giỏi. Rồi cổ trách Trương Đại Phúc, tôi không biết tại sao cậu lại phấn đấu quên mình. Nhưng thân là chiến sĩ của Thiên Đô, tôi không cho phép bất cứ một chiến sĩ nào tìm cái chết vô ích. Cậu hiểu chưa? Trương Đại Phúc cúi gằm mặt. Sau đó hai anh em rời đi. Một gã tóc vàng xuất hiện hỏi đội trưởng, hai tên tiểu tử này là ai? Không có gì. Hai vị thiếu gia tinh thần sa sút của Trương gia ở Trung Châu. Tôi và trưởng bối của bọn họ cũng có chút giao tình mà thôi. Thì ra là như vậy, hai anh em này ngược lại có thể đào tạo được. Trương Đại Quý đến chỗ phát đồ ăn, lấy cho anh trai một chén súp. Nào anh cả, anh nhanh ăn đi, không đủ ở chỗ em vẫn còn một ít thịt khô. Anh trai vẫn cúi gằm mặt cảm ơn. Trương Đại Quý cười danh mãnh rồi móc ra một chai rượu. Khách khí cái gì, em còn giấu rất nhiều thứ, có muốn làm chút không? Tính chọc cho anh trai vui hơn mà anh ấy vẫn cứ ủ rột như vậy. Không phải là em nói anh một lòng cầu chớt như vậy, sao phải khổ thế chứ? Gia đạo của Trương gia sa sút có lẽ chính là đã được định sẵn. Từ trước đến nay không có ai trách anh. Em cảm thấy chúng ta hiến thân vào quân ngũ bảo vệ quốc gia như vậy, không phải cũng khá tốt sao? Xin lỗi. Đều trách anh lúc đó anh mê muội, lại muốn ra tay với em. Lỗi lầm anh phạm phải, anh sẽ dùng cái mạng này để đền tội. Trương Đại Quý mệt mỏi với ông anh này luôn. Người ta đã không để bụng mà anh cứ nhai đi nhai lại. Đột nhiên lúc này đột trưởng thổi còi khẩn cấp. Cảnh báo. Có hung thủ xuất hiện. Toàn thể ở trạng thái chiến đấu. Lập tức tinh hồn cấu trang. Nhìn phía xa xa. Đám hung thú kéo đến như kiến. Nguy rồi đội trưởng, số lượng của hung thú lần này quá nhiều, không phải chúng ta có thể đối phó. Đốt lửa hiệu làm tín hiệu cảnh báo, đồng thời xin cứu viện của khu vực phòng ngự thứ 2 và thứ 4. Bên chữa trị, bên hậu cần, đều lên phi thuyền rời đi trước, nhưng không thể được. Có hung thú phi hành, phi châu lên bầu trời sẽ trở thành cái bia sống mất. Toàn đội đã bị bao vây không lối thoát. Hung thú càng lúc tiếp cận càng gần, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên ở phía xa có một nguồn năng lượng màu xanh từ trên trời giáng xuống. Người đó hô vang một câu. Nhất kiếm toái sơn hà, một nhát kiếm xanh cực đại chém xuống một đường thổi bay toàn bộ hung thú. Sau một hồi khói bụi đi qua, vết tích của nhát kiếm đó rộng và sâu như một con sông vậy. Đám người kia cũng ngơ ngác không biết tinh hồn tướng đó là ai. Đội trưởng, con robot đó không lẽ là Nam Châu U Linh trong truyền thuyết đấy chứ? Lẽ nào là vị bán thánh truyền kỳ của Nam Châu sao? Trước đây vẫn luôn có lời đồn, vị bán thánh đại nhân của Nam Châu ở trong thú triều của Thành Nguyên đỉnh 2 năm trước, bất hạnh đã chết. Sau đó thì tầm 1 năm trước lại có lời đồn. Có người nhìn thấy một quân tử kiếm kiểu cũ ngoài quy cách, giống như vong linh rơi vào Nam Châu xào huyệt của hung thần hung thú. Thần không biết, quỷ không hay, cho nên mới được gọi là Nam Châu U Linh. Xử xong đám hung thú, người bí ẩn đó cũng chạy đi luôn. Đám người kia không giữ lại mà nhanh chóng xử lý đám hung thú vẫn còn sống. Tống Vân Tường quan sát mọi chuyện cũng thấy khó hiểu. Đây không phải là ảo ảnh căn cứ theo ký ức của mình sinh thành sao? Sao còn có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài ký ức của mình vậy? Xem ra những thế giới ảo ảnh này là do hồn ngọc bí cảnh tạo ra, cũng không đơn giản. Thế là anh đuổi theo xem rốt cuộc Nam Châu U Linh này là ai, tên này rốt cuộc là ai, thật sự là Từ lão sao? Trong tuyến thời gian ban đầu, nếu như lúc đó mình không xuất hiện bên nhị hoàng tử, vậy có khả năng chính là Từ lão đi về cứu giá. Trong tuyến thời gian này, bởi vì sự can dự của mình, Từ lão tạm thời đột phá lên thánh gia nhất trùng, ý chí ta đánh bại được thiên ma giải thể trạng thái. Nhưng trong tuyến thời gian ban đầu, Từ lão rất có khả năng đã gặp phải bất chắc. Nhưng Nam Châu U Linh trước mắt này vừa giống như quân tử kiếm, nhưng lại có cảm giác như chắp vá. Phía dưới chiếc áo khoác cũ nát kia là cái gì? Lại gần một chút xem thử. Lúc anh tiếp cận gần, người bí ẩn đó cũng quay đầu nhìn thấy anh.
thế là hắn ta phanh gấp quay người lại, giơ thanh kiếm lên, tục lực màu xanh như ban nãy, nhất kiếm thoái sơn hà, giáng xuống Tống Vân Tường. Nam Chính hoảng loạn móc túi tìm kiếm trận phù theo thói quen. Hưng mà làm gì có, tuyệt chiêu nhắm vào Tống Vân Tường nhưng anh cũng đâu bị gì. Đợi khi thứ năng lượng màu xanh đó tan biến, anh mới định thần lại, nguy hiểm thật, vừa nãy còn có thói quen muốn lấy trận phù ra, suýt chút nữa quên mất đây là thế giới ảo ảnh của mình. Thấy Nam Chính không bị gì hết, người bí ẩn đó giật mình quay lưng bỏ chạy. Đột nhiên hai mắt của gã đó hiện ra mấy tia sét màu đỏ gọi là thiên ma giải thể, rồi sức mạnh kinh hồn phóng đi, anh bên cũng giật theo. Lúc này ở phía trước xuất hiện một bức tường màu hồng, người bí ẩn đó cứ trực tiếp chui qua tường như vậy, mà Tống Vân Tường lao đến thì bị đâm cái sầm rơi xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Tên vừa nãy trực tiếp xuyên qua, mình đã bị đạn làm bay ra rồi. Bức tường này cuộc là thứ gì? Sau đó anh bay dọc theo bức tường, mấy trăm trượng vẫn chưa đến biên giới. Lẽ nào bức tường này không có biên giới? Sao có thể chứ? Tống Vân Tường gọi hệ thống tinh chủ, lại không có phản ứng. Quên mất, hệ thống tên chủ vào lúc này không dễ sử dụng như vậy. Nếu như ảo ảnh sinh thành ký ức của mình, vậy thì cần một hệ thống tinh chủ giai đoạn đỉnh phong. Nghĩ rồi anh liền tạo ra một hệ thống tinh chủ bản full cấp. Hệ thống tinh chủ, xem cho ta bây giờ rốt cuộc là tình huống gì. Hệ thống đã quét xong, hiện tại ký chủ lấy hình dạng của ý thức nằm ở trong thế giới ảo ảnh do ký ức của ký chủ sinh thành. Bởi vì thế giới ảo ảnh cơ bản là do ký ức của ký chủ sinh thành, phạm vi có hiệu quả chỉ giới hạn ở trong ký ức của ký chủ, bán kính phạm vi hoạt động của nguyên thân là trong 500 dặm. Thì ra là như vậy, còn muốn nhân cơ hội này đi khắp nơi xem thử thế nào. Nếu như là bán kính 500 dặm cũng không có gì để xem, đến ngay cả Trung Châu cũng không ra ngoài được, Nam Châu U Linh, chỉ có thể sau này tìm cơ hội điều tra một chút, phải đi tìm Dạ Võng đánh một trận, nhanh chóng kết thúc thế giới ảo ảnh này thôi. Thế là anh lại bay về hướng cũ. Ở thế giới ảo ảnh, thành nhỏ, bến cảng nào đó, quân của tên Dạ Võng vừa đánh bại một thành. Hắn đứng trên ra lệnh, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, vật tư có thể đem đi thì đem đi toàn bộ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đột kích đàn thành ở Trung Châu Thiên Đông, tiếp theo chỉ cần dùng kế điệu hổ ly sơn, đem Huyền Giáp vệ lừa đến đây, chúng ta có thể nhân cơ hội đi đàn thành cướp sạch một phen. Vừa cười xong thì phía xa hắn thấy một cái tia gì đó chói mắt. Một giây sau anh bên đáp cái rầm xuống tòa nhà bên kia. Dạ Võng liền thủ thế. Ngươi là tống gì đó của Huyền Giáp vệ. Sao có thể chứ? Ngươi bay qua đây ư? Không thể nào. Chỉ có thánh giai mới có thể ngự không phi hành. Một thiên hộ Huyền Giáp vệ nhỏ bé như ngươi là không thể. Tuyệt đối không thể nào. Anh bên giơ tay che mặt. Sau đó hóa thành bộ dạng 60 tuổi. Không giả vờ nữa. Ngươi đoán không sai. Vào lúc này, lão phu chính là cường giả thánh giai. Nói rồi Nam Chính nhảy lên. Tinh hồn cấu trang, một tia sét từ trên trời giáng xuống, trước mắt hiện ra là tinh hồn tướng Động Uyên chủ. Đám lính xông lên, không hay, kẻ địch tập kích, mau bảo vệ tướng quân. Anh Miên bay ở trên chỉ huy đấu thản kiếm xuất trận, mười mấy cây kiếm hiện ra thành vòng tròn phía sau lưng tinh hồn tướng Động Uyên chủ nhằm vào bọn lính xông đến. Dạ Võng bị dọa một phen, phù dung phi kiếm, hắn lại dùng tuyệt chiêu này giống hệt như tinh hồn tướng can tướng. Không ổn, các người né nhanh đi. Nhưng không kịp rồi, mấy thanh kiếm xử xong thì lập tức quay về chỗ theo thứ tự. Dạ Võng đừng trốn nữa, triệu hoán tinh hồn tướng can tướng của ngươi đi. Dạ Võng giật thột mình, sao hắn biết mình lấy được tinh hồn tướng can tướng? Dụng binh đoàn không thể nào có phản đồ, ngoài ra biết mình lấy được can tướng chỉ có người của Thái Uyên. Lẽ nào là người của Thái Uyên đem tin tức này cố ý tiết lộ cho bên Thiên Đô sao? Thái Uyên quả nhiên trên miệng thì nói giáo nghĩa không thích chiến tranh, mặt ngoài thì võ lực can dự vào ngăn cản chiến tranh của các nước, trên thực tế ở sau lưng lại cố ý khống chế cân bằng giữa các nước. Không lẽ là hy vọng đại lục phía đông bị chia rẽ rồi thống nhất lần nữa? Đám nữ nhân quỷ dị kia rốt cuộc có ý đồ gì? Tống Vân Tường lại tiếp tục vạch trần. Người dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn quân đội đóng quân của Huyền Giáp vệ đi, từ đường biển vượt biên đến cảng Hương Trang, sau đó dự định một đường tập kích đàn thành trong đêm. Không thể không nói, đây quả thật là một bước cờ hay. Ngươi cũng được xem là thiên tài quân sự hiếm gặp. Dạ Võng cứng họng liền, toàn bộ đều bị nhìn thấu rồi sao? Trước đây còn cho rằng ngươi chỉ là một tiểu thiên hộ bình thường, vẫn là Dạ Võng ta xem thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Có ai mà biết gã Nam Chính này mới là kẻ gian lận cơ chứ? Biết hết tương lai rồi trùng sinh về quá khứ phán đúng hơn thánh. Kẻ nào chả toát mồ hôi hột. Anh Miên tiếp tục thúc giục Dạ Võng. Bớt phí lời, nhanh cấu trang ra can tướng của ngươi đi, để lão phu tìm niềm vui rồi kết thúc thế giới ảo ảnh nhàm chán này. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng quả thật chỉ có tinh hồn tướng can tướng mới có thể đấu với ngươi một trận. Rồi Dạ Võng tinh hồn cấu trang ra can tướng, trên tay còn cầm theo một cái đao sắc nhọn. Hắn dùng Phong Long Cực Đao, chiến kỹ Phong Long Bộc. Một con đại long màu xanh khí thế kinh hồn hiện ra. Anh Miên khinh thường, đây chính là chiêu thức mạnh nhất của tinh hồn tướng can tướng, đã từng là một kích đáng sợ cỡ nào, xem ra bây giờ cũng chỉ có như vậy. Anh Miên dùng đấu thản kiếm một lần nữa, nhưng là chỉ dùng có 3 cây, muốn công kích vào đâu cũng được. 3 thanh kiếm vòng vòng qua con rồng rồi nhắm thẳng vào can tướng. Dạ Võng cũng dùng đấu thản tất cả kiếm đỡ lại, nhưng cả đống kiếm của hắn tạo thành vòng tròn đẹp mắt cũng không đỡ có 3 thanh của Tống Vân Tường. Đấu thản kiếm của Dạ Võng vỡ be bét,
ba thanh kiếm của nam chính tiếp tục xoáy vòng đuổi theo, kéo cả can tướng vào trong vòng xoáy rồi nổ tung đi lên nóc tủ luôn. Tống Vân Tường thất vọng rõ rệt. Sao lại chết rồi? Còn chán hơn trong tưởng tượng của ta. Vậy thì trung tâm của bí cảnh chính là ở vị trí này. Đã đến lúc kết thúc ảo ảnh nhàm chán này rồi. Ở trong bí cảnh, một ông già chống gậy cảm nhận được. Lại có người ở trong khoảng thời gian ngắn đã thông qua thí luyện tầng thứ nhất rồi ư? Tộc giao nhanh của ta lại xuất hiện một hậu bối ưu tú như vậy sao? Đột nhiên vị trí bên cạnh ông ta nứt ra. Ông ta còn nghiêm giọng cảnh cáo. Hậu bối thông qua thí luyện tầng thứ nhất. Mời đứng tại chỗ chờ đợi trận pháp kéo đi. Lúc này Vân Tường dùng động nguyên chủ xé toạc chỗ đó ra. Đây chính là trung tâm của bí cảnh này sao? Ông già chống gậy hốt hoảng. Tên nhãi danh ngươi. Lại làm loạn như vậy. Chờ đã. Đây là tinh hồn tướng gì vậy? Không đúng. Ngươi không phải là hậu bối của tộc giao nhân ta. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại có thể đi vào bí cảnh của tộc giao nhân ta? Giơ tay chịu trói cho ta. Nói rồi ông ra triệu hồi ra pháp trận gì đó. Một đống dây xích khổng lồ từ trận pháp đó mọc ra. Anh lên hảy ngón tay nhẹ nhàng một cái. Đám dây xích quay xe trói ngược lại ông già. Đây rốt cuộc là sao? Tại sao ngươi có thể khống chế được? Rồi anh nên giơ tay về phía lão. Cả cơ thể lão từ từ bay lại nằm gọn trong tay anh. Ngươi chính là quản lý viên của cái bí cảnh này sao? Mau qua đây cho ta. Mặc dù ngươi chỉ là một tàn hồn do nguyên chủ phục khắc, nhưng nỗi giận của lão phu cũng chỉ có thể để ngươi đến gánh vác. Đậu xanh. Trình độ phá trận pháp đậu xanh như, ngươi mà cũng dám học người khác sáng tạo ra bí cảnh sao? Không biết, nên thêm một dãy số để phân biệt huyết mạch thân phận của người vào bí cảnh hay sao? Vô duyên vô cớ hại lão phu bị cuốn vào đây. Quyền hạn quản lý của bí cảnh bây giờ do lão phu tiếp quản rồi. Ngươi có phục hay không? Bị bóp cổ. Lão ta ho khủ khủ. Không thể nào. Tại sao? Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại không bị khống chế của trận pháp bí cảnh? Anh Mên nhẹ nhàng đáp. Ta ở trong ảo ảnh của thí luyện tầng 1 tìm được chỗ hở. Muốn đi vào thế giới do trình tự trận pháp xây dựng. Chẳng qua chỉ là tốn một chút thời gian mà thôi. Ông già kia sốc liền. Các hạ lại là trận pháp tông sư sao? Không đúng. Nhưng mà cho dù là trận pháp tông sư, không thể nào có năng lực như vậy. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Anh Mên lười trả lời. Nếu biết điều một chút thì bản thân đem quyền khống chế bí cảnh này chuyển lại cho ta, nếu không lão phu sẽ tự mình ra tay đấy. Truyền thừa của tinh hồn tướng Ngao Bính là của tộc giao nhân ta, tuyệt đối không thể để bất cứ người ngoại tộc nào tranh đoạt. Tống Vân Tường cũng không nói là muốn tranh Ngao Bính của ngươi, chỉ là muốn ngươi đem quyền khống chế bí cảnh cho ta. Ta giúp ngươi lựa chọn túc nhân Ngao Bính tiếp theo. Chúng ta cũng không cần phải lãng phí nhiều thời gian. Ông già kia tưởng anh lừa nên nhất quyết là không chịu. Không thể nào. Bổn tọa mặc dù không phải là sinh linh, nhưng cũng không dễ bị lừa như vậy đâu. Cho dù bổn tọa liều cái tàn hồn này, tuyệt đối cũng không được để các hạ như ý. Nhưng anh nên nói những điều trên chỉ là thông báo, chứ không có trưng ở cầu ý kiến. Nếu đã không hợp tác thì ta cũng không cần. Có hỗ trợ của hệ thống tinh chủ, tìm được chỗ hở cưỡng ép trình tự trung tâm của trận pháp này cũng chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Rất nhanh anh đã tìm được trung tâm chỗ hở, liền ném lão già kia xuống rồi chạy đến đó. Sau đó anh dùng chút sức mạnh vào chỗ hở, bí cảnh đang bị rời ra thành từng khối đen rồi, càng lúc càng sụp nhiều hơn. Cả cơ thể của ông già kia cũng gặp tình trạng tương tự. Thấy tình hình toang thật rồi mới mở miệng cầu xin nam chính. Các hạ, đại sư, tiên trưởng, xin hãy nhanh dừng tay lại. Chỉ cần các hạ lập tức dừng tay, bổn tọa có thể đem quyền khống chế giao lại cho ngươi. Nhưng ngươi cần phải đồng ý với bổn tọa, không thể tranh đoạt hồn ngọc của Ngao Bính. Nãy bảo giao thì không nghe, giờ nói một câu đừng mong Vân Tường đổi ý, làm người phải có giá chút chứ. Lão già kia càng xây sầm mặt mày. Nguy rồi, nếu tiếp tục như vậy, đừng nói là bí cảnh này, đến ngay cả truyền thừa của tộc giao nhân cũng không giữ được. Lúc này thì còn liêm sỉ gì nữa? Tiểu nhân bằng lòng giao ra bí cảnh này và nhận ngài làm chủ. Xin hãy giơ cao đánh khẽ. Xin tôn thượng hãy mở trói trên người của ta. Tiểu nhân sẽ đem ngọc hạch của bí cảnh giao lại cho tôn thượng. Anh Mên cũng mở xích cho hắn. Ta cũng đã mở trói cho ngươi rồi. Đến đây đi, để ta xem thử ngươi còn giở được thủ đoạn gì. Lão ta không dám. Sau đó mò tay vào trong ngực lôi ra thứ gì vô cùng chói mắt. Đây là ngọc hạch khống chế của bí cảnh này. Xin tôn thượng nhận cho. Anh Mên nhìn thấy khối nhỏ màu xanh ở trong có chút quen mắt. Liền tinh giải cấu trang để lộ chân thân. Quần áo tự nhiên biến thành bộ như lúc đi vào bí cảnh. Xem ra đi vào khu vực trung tâm này, vẻ ngoài cũng sẽ được sắp xếp lại bộ dạng như ban đầu đi vào. Nhưng mà tướng do tâm sinh lại đến ngay cả trận pháp của bí cảnh đều có thể lừa. Quả nhiên là không đơn giản. Cái tàn hồn kia có kích cỡ ngang nửa tinh giáp. Nên khi tinh giải rồi, Tống Vân Tường hoàn toàn là người tí hon so với ông ta. Anh nhảy lên tay của ổng rồi lấy đi khối màu xanh kia. Cái thứ này hình như đã thấy ở đâu rồi. Là ở bên trong cái dương mẹ anh để lại. Hình như cũng có thứ gần giống như vậy. Anh nên hỏi tàn hồn, đây là ngọc hạch khống chế của bí cảnh này sao? Tàn hồn cúi đầu khẳng định đúng. Nhưng một to một nhỏ nói chuyện thế này có hơi bất tiện, ngươi có thể biến nhỏ không? Nói chuyện như vậy có hơi mất sức nhỉ? Bẩm tôn thượng, không được, nhưng mà tôn thượng tiếp nhận quyền khống chế. Có lẽ có thể điều chỉnh lớn nhỏ của ta. Xin tôn thượng đem thần niệm này cho vào trong ngọc hạch, có thể nắm giữ cả đời này. Thế là anh cũng làm theo, dùng chút sức mạnh đem khối màu xanh lẫn vào trong ngọc hạch. Thì ra là như vậy, bí cảnh này là một phương của tiểu thế giới ở trong không gian đặc biệt mở ra. Bấm tôn thượng,
ta có thể cảm nhận được ngài đã trở thành chúa tể của thế giới phương này rồi. Thế là anh phục nguyên lại mấy vết nứt do ban nãy mình làm ra trở về nguyên trạng, cũng biến tàn hồn thành kích thước nhỏ. Lúc này đột nhiên Tống Vân Tường nhìn ông ta cười gian xảo. Cũng khá thú vị đấy. Vậy ngươi có thể biến thành bộ dạng khác không? Biến thành nữ nhân đi. Lão già hoảng sợ tột độ. Trong nháy mắt đã biến thành con gái rồi. Lại rất quyến rũ luôn nha. Nhìn thấy bản thân mà đứng hình 3 giây. Sau đó vòng tay che chắn lại. Tôn thượng. Xin đừng làm loạn. Tống Vân Tường càng bày ra chiêu trò nữa. Biến vòng một của tàn ảnh lớn đến mức mà mình cũng không biết diễn tả sao. Cô ta chỉ có nước khóc thét. Tôn thượng. Xin người tự trọng. Nam chính khoái chí. Trêu đùa như vậy mà hắn cũng không nổi giận phản kháng lại. Xem ra hình như là thật lòng hàng phục rồi. Rồi Vân Tường đi mò xem những người khác thế nào. Cũng không biết là có biến nhỏ lại cho cô nàng kia không nữa. Khổ thân. To thế làm sao mà đứng dậy nổi. Trong thế giới của những người khác, người thì bơi lội, người thì học hành, người thì chiến đấu. Lại có người cấu trang tinh hồn tướng. Là à đàn bà thánh giai kia. Ở thế giới đó, bà ta cấu trang tinh hồn tướng vấn trọng. Xét đánh xuống lũ hung thú xung quanh. Một người đàn ông chạy đến gọi A Diệu. Người ở bên trong liền tinh giải. Thế mà thân ảnh lại chỉ là một cô bé nhỏ nhắn. Cha, con đã xử lý được hung thú rồi. Cha không sao chứ? Ảo ảnh tâm ma của Hoàng Diệu Âm. Nơi nào đó ở sâu trong núi của Hy Không, cô bé đang bị cha của trách. A Diệu, cha nhắc lại cho con biết, gặp phải hung thú trốn đi là được. Tuyệt đối không được triệu hoán tinh hồn tướng ra ngoài chiến đấu. Tại sao con không chịu nghe? Cô bé cúi mặt buồn bã. Xin lỗi cha, lần sau A Diệu không dám nữa đâu. Tống Vân Tưởng đứng trên nhìn xuống. Tinh hồn tướng vấn trọng. Mình có chút ấn tượng. Năm đó ở Hy Thủy Quốc đã từng nghe nói qua. Một trong những từ thánh chấn quốc, có một thánh giai của hoàng gia. Chính là túc nhân của tinh hồn tướng vấn trọng. Trừ phi chính là nữ nhân này. Không ngờ ảo ảnh tâm ma của cô ta lại là thời kỳ khi còn nhỏ. Sử dụng quyền hạn quản lý của bí cảnh Ngọc Hạch nhanh chóng tra xem ảo ảnh này của cô ta một chút. Anh vô cùng bất ngờ. Ảo ảnh này đã tuần hoàn lại 13 lần. Đường đường là cường giả thánh giai. Sao lại bị tâm ma nhốt được chứ? Trừ khi là bản thân cô ta không thể tỉnh lại được. Vốn dĩ còn muốn sử dụng quyền hạn quản lý cưỡng ép tiếp xúc với ảo ảnh này. Nhưng mà nếu như đã có dưa để hóng, mình sẽ quan sát thêm một chút. Nói không chừng còn đào được manh mối kỳ lạ gì đó. Ở trong khu vườn hoa anh đào rực rỡ, có một ngôi mộ được lập ở đây. Một trận pháp hiện ra. Hai cha con A Diệu bước qua. Người cha liền đóng nó lại. A Diệu hỏi cha có thể dạy trận pháp cho mình được không? Người cha xoa đầu cô hỏi lý do tại sao đột nhiên lại muốn học trận pháp. A Diệu cười rất tươi. Nếu như học được trận pháp, lúc nào nhớ đến mẹ thì có thể qua đó bất cứ lúc nào. Không cần mỗi năm phải đợi đến khi hoa đào nở. Cha nhìn cô bé cười trừ. Đi thôi, chúng ta đi vào bái tế mẹ của con trước nhé. Anh nên nhớ ra rồi. Đây là trận pháp lấy phong ấn thuật để bố trí. Thủ pháp này khi mình ở bí cảnh đế lăng đã từng gặp qua. Tư Không Ảnh. Nam nhân này trừ phi là trận pháp sư truyền, thừa thần bí của đại lục đông trong truyền thuyết. Thân là người giữ lăng gánh vác trách nhiệm phong ấn bí cảnh đế lăng. Kiếp trước mình đã từng nhìn thấy qua vị này ở trong bí cảnh đế lăng. Cạn kiệt sức sống của bản thân để trấn áp thiên hộ của bí cảnh đế lăng, trong truyền thuyết. Dưới bí cảnh đế lăng đã từng phong ấn tôn kia thống nhất cả đại lục đông. Sáng lập ra tinh hồn tướng bá nghiệp mấy trăm năm của đế quốc. Nghe nói tinh hồn tướng kia sở hữu sức mạnh đáng sợ vô cùng tàn bạo. Nếu như một khi nó nhận chủ, sẽ đem cả đại lục rơi vào trong chiến hỏa vô tận. Vì để ngăn chặn tình huống này, ở trong thời gian mấy trăm năm này, người giữ lăng sẽ luôn gánh vác trách nhiệm phong ấn bí cảnh đế lăng. Ở đây có lẽ là Hy Không Sơn của đại lục đông gần mấy trăm năm nay. Thời gian hình như cũng vừa khớp, lại trùng hợp như vậy sao? Bái tế xong, cha bảo Á Diệu một mình chơi ở gần đây. Để cha và mẹ nói chuyện riêng một chút nhé. Nhớ kỹ không được cấu trang ra tinh hồn tướng. Cô bé thè lưỡi rồi chạy đi. Người cha rút trong túi ra một tờ giấy. Nâng chén rượu lên rồi đốt đi. Hội thơ Lạc Kiều giống như một giấc mộng. Năm nào hoa cũng rơi. Ngọc Chi. Những năm nay ta lúc nào cũng nhớ về nàng. Tống Vân Tường tò mò nghe lén chuyện riêng tư của người ta. Còn mặt dày biện hộ là chỉ nghe vì mục đích thăm dò. Còn biến ra cả quả dưa rồi trà nước để vừa nghe vừa ăn nữa chứ. Năm đó ta đã từng đồng ý với sư phụ. Bây giờ đã cách thời gian 10 năm qua hơn được nữa. Không biết nhớ lại năm đó ở hội thơ Lạc Kiều. Ta vẫn giống như lúc gặp nhau ban đầu. Trong rừng hoa đào. Lúc đó lúc này một bên còn lại. Rừng hoa đào. Trong khu rừng không ở xa nơi đó. A Diệu nhìn thấy một con heo rừng liền nuốt nước miếng ừng ực. Trong đầu nghĩ ra nên làm thịt nó thành những món gì rồi. Thế là từ bụi cỏ nhảy sổng ra làm một trận với con heo. Cô bé nhỏ mà có võ. Con heo như thế không phải đối thủ của A Diệu. Anh lên bên này sau khi hóng dưa xong thì hiểu hết chuyện rồi. Thì ra là như vậy. Truyền nhân của người giữ lăng có thời gian tự do 10 năm để thành thân sinh con. Lưu giữ lại đời sau. Truyền nhân trẻ tuổi tên Tư Không Ảnh này rời khỏi bí cảnh đế lăng đi du lịch khắp nơi. Nhưng 10 năm sau quay lại thay thế trách nhiệm phong ấn đế lăng. Hắn đi du lịch Hy Thủy Quốc Thần Đô Thành. Ở trên hội thơ Lạc Kiều gặp được mẹ của A Diệu Hoàng Ngọc Chi. Chớp mắt một cái đã đến cuối đời. Hai người này vừa gặp đã yêu. Bọn họ đã đặt ra lời hứa ở bên nhau cả đời trong rừng hoa đào. Lúc này Tư Không Ảnh vẫn chưa ý thức được bản thân đã gây ra phiền phức lớn cỡ nào đến con gái của hoàng gia. Tư Không Ảnh từ bỏ trách nhiệm mạch của người giữ lăng.
quyết định sống đến đầu bạc răng long cùng với con gái của hoàng gia. Hai người đã trôi qua những ngày tháng yên ổn, nhưng rất nhanh đã bị hoàng gia phát hiện. Hoàng Ngọc Chi bị thương nặng, sinh sớm A Diệu thì qua đời. Tư Không Ảnh bố trí ra đại trận phong lăng ở Hy Không Sơn, cứ như vậy đem con gái của mình trốn ở bên trong này. Đúng là một câu chuyện bi thảm, người nghe đau lòng khóc chảy nước mắt. Lúc này anh liếc mắt qua thì thấy A Diệu hồng hộc chạy về, nhìn mà sốc phụt cả dưa hấu. Cô bé vác một con lợn rừng mình bắt được chạy về khoe với cha. Cha nhanh nhìn đi, con đã bắt được một con heo rất lớn. Chúng ta quay về để cho Cúc Hương tỷ tỷ làm thịt kho tàu cho chúng ta ăn, không hổ danh là túc nhân bẩm sinh. Tuổi còn nhỏ đã có thực lực địa giai rồi. Về đến nhà, có một người hầu trang bị xích cả tay cả chân đang quét nhà. A Diệu khoe, Cúc Hương tỷ tỷ, mau nhìn nè, A Diệu đã bắt được một con heo rất lớn. Tống Vân Tường nhìn Cúc Hương lại thấy quen nữa. Sao gặp ai cũng quen vậy ta? Đến đây là kết thúc review phần 17 của bộ truyện tranh Trọng Sinh Về 60 năm trước cùng hệ thống Trên Cơ rồi. Mình là Bao U đến từ web tìm truyện 3S. Các bạn hãy nhớ like, subscribe và ghé web đọc truyện để mình có động lực ra những tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.